Rồi, Shop Đan Duy Nguyễn xin chào quý khách nha. Thì hôm nay sẽ quay với cả nhà mình một số đàn guitar phím lõm đẹp nha. Này, rất là nhiều đàn. Đây, mấy cái này, mấy cái đàn này là giá là 4,5 triệu nha. Em giảm giá, hôm nay em giảm cho anh em mình là bán giá 4 triệu luôn, dạ, thanh lý giá vốn. Còn mấy này là mẫu mẫu đàn nu, à, mẫu đàn nu nha, đây là nu, đây, nu rất đẹp nha. Thì ở nhà mình có nhu cầu thì nhắn tin qua số Zalo cho em, là số Zalo em là 0987994759 để em mình bóc hình cho cả nhà mình xem. Đây, thì cái này là giá 8 triệu nha, em bao rẻ nhất thị trường luôn nha. Rồi, đây tất cả là nâu hết. Cái này màu xanh nha, cái này màu xanh đen đen rất là đẹp. Đây, cái này xanh hột gà, nó nâu viền nâu, nó rất là đẹp. Cái này nâu. À, còn mấy mẫu này là 3,5 triệu. Đó, 3,5 triệu. Cái này 4,5 triệu nha. Đó. Âm sắc thì anh em mình thích cái nào thì em sẽ gửi hình qua cho cả nhà mình chọn, giờ em sẽ test cho từng cây luôn. Đây. Mobile imăng thì 3,5 triệu nha, đổ 4,5 triệu nha. Cái này tích cô, mỗi tích cô thì có tiếng kép 3,5 triệu nha. Thì đó, rất là nhiều đàn đẹp, thì cái nhà có nhu cầu thì ủng hộ em nha. Đây, hạ thì giá nó 2,8 triệu. Nếu anh em mà xem bên YouTube mà thấy mua được đàn thì thấy đàn em thì cứ comment, em sẽ có giá giảm giá đặc biệt cho anh em nha. Đây thì em chỉ quay sơ sơ cho anh em xem thôi, rất là nhiều đàn đẹp. Rất là đẹp. Nếu có nhu cầu thì liên hệ Shop Đàn Duy Nguyễn nha. Rất là nhiều đàn chứ không phải là một hai cây. Đây, đàn sến, đàn kiền, các loại dơm. Đàn sến thì từ 700 ngàn một cây. Đàn thông từ 900. Đàn guitar phím lõm 2 triệu cũng có một cây rồi. Một cây để 2 triệu. Rất là đẹp. Thì anh em mình có nhu cầu thì hãy ghé Shop Đàn Duy Nguyễn nha. Thì em sẽ tặng kèm cho anh em là bao da và một sợi dây đeo hợp chất phím, phím khẩy, hai chục sợi dây xe cua. Rồi, cảm ơn anh em mình đã xem video nha. Nếu anh em mình xem video thì thấy hữu duyên được thì sẽ chia sẻ cái đường link qua cho em sẽ có cái giá đặc biệt cho anh em mình, giảm giá cho anh em mình nha.